tiếp tục nữa nha các bạn. Nhập ý 2011 nhưng mà giá chỉ bằng cái em 3 cục thôi. Và hôm nay thì tiếp tục em Ly sẽ lên cho các bạn một cái xe 106 đã rớt đầu rồi nha các bạn, nhưng mà cực đẹp luôn, chất xe zin lắm nha các bạn. Màu trắng đen sporty, biển số Sài Gòn. Giá thành rất là dễ chơi. Các bạn nào mà muốn những cái xe nhập ý mà tài chính của mình á nó không cho phép mình mua những cái xe nhập ý thì loanh quanh đâu đó tầm khoảng 120 mấy, 130 đổ lại thì các bạn có thể sở hữu cái em 106 nhập ý này nha. Em mua rớt, em bán rớt nha các bạn. 106 đầu nha các bạn. Nhưng mà cái máy trời ơi nó nổ nó êm cực kỳ. Đây, em quay cho các bạn nghe cái tiếng máy nè. Nổ rất êm nha, và chất xe còn zin lắm nha các bạn. Mình trao đổi xe với khách hàng thì mình cũng hạn chế lắm, nhưng mà miễn là xe đẹp, máy êm và khách hàng trao đổi xe với mình thì mình phải bắt buộc mình phải thu vào cho các bạn. Nhưng mà mình thu một cái giá nó rẻ để mình bán cho các bạn cái giá nó rẻ nha, giá tốt trên thị trường nha các bạn. KF08E 1064 nha. Đó, xe là lốc lít còn zin hết này các bạn. Đó, màu trắng đen, biển số Sài Gòn 03799 nha các bạn. Các bạn nào nhanh tay thì em sẽ chốt cái giá mau lẹ, cũng như là một cái giá giống như là giao cho anh em thợ lái bán vậy đó các bạn. Tại vì mình đã bán cái xe của mình ra nó đã có lời rồi, thì những cái xe này mình thu vào nó giá cả hợp lý tí mình bán về vốn nó cũng được. Thế nhưng mà em vẫn sẽ bảo hành, bảo trì máy móc này nọ cho các bạn để trong quá trình các bạn đi nha, chứ không phải là mình bán một cái giá nó rẻ mà mình buông, bán buông nha các bạn. Bán xong rồi buông luôn thì em không có làm được điều đó, kể cả xe nhỏ, kể cả xe lớn và kể cả xe rớt đầu. Rớt em bán rớt, nhưng mà trong quá trình các bạn đi như thế nào thì các bạn cứ chạy ra, có cái gì chưa vừa ý sạc IC mâm lửa gì đó chưa vừa ý thì các bạn cứ chạy ra rồi em ly xì bo cho anh em thợ kiểm tra cho mình nha các bạn, để mình quay cái chất xe cho các bạn xem. Đây là nắp xi lắp nha các bạn, nắp chao đây. Đó, cái chất nhôm nó còn cực đẹp luôn các bạn. Dàn đồ, dàn thùng tất cả đều là zin hết nha các bạn, chứ không có lai tạp gì hết nha. IC rồi này nọ đó, bắp bọng nè, đó IC nè các bạn, 922 đúng IC zin luôn nha các bạn. Rồi bên trong khoang máy thì các bạn xem, nó mới tinh như thế này, chà rửa sạch sẽ hết lên cho mọi người đàng hoàng, chỉnh chu hết, chứ không có một dạng là bán mà bán rẻ mà bán bậy bạ được nha các bạn. Sạc zin luôn, đó hai dắt đầy đủ hết nha các bạn. Đồ áo bọng là nó liền lạc hết, không có xé bể gì nha. Nắp xăng đây các bạn, đó nắp xăng đây, miệng xăng đây. Máy là nó nổ siêu êm luôn. 106 nhưng mà giá trị của nó chỉ có bằng cái ba cục thôi các bạn, bằng cái ba cục thôi. Tiếp theo thì em quay luôn đường nước để các bạn mình tham khảo luôn nha. Tiến hành vào đường nước nè. Đó, coi thằng Ly nó bán cái xe đã rớt đầu nhưng mà cái chất zin nó còn đẹp không nha các bạn. Các bạn đánh giá giùm em Ly nha. Quạt zin luôn nè các bạn. Bình nước dự trữ nè, két nước các bạn coi lá nó xếp nè các bạn. Nó đều không? Rớt thì rớt chứ khách hàng người ta đi kỹ thì mình phải mua một cái giá cả nó hợp lý đàng hoàng nha các bạn. Đấy. Đó, két nước nên miệng két còn đẹp cỡ này thì em nói cho các bạn đi từ đây ra tới Hà Nội luôn chưa chắc gì đã bị sôi nước nha các bạn. Yên tâm nha, càng là càng zin hết nè. Ốc càng đẹp hết nha các bạn. Quạt nè, bình nước dự trữ nè. Đó, khách hàng người ta đi cũng kỹ lắm. Người ta cũng mua một cái xe nó rớt đầu về, người ta đi chăm chút cái xe. Khi mà có điều kiện lên rồi thì khách hàng sẽ đổi một cái xe khác. Em trao đổi với khách hàng, em mua một cái giá tốt, em bán giá tốt cho các bạn 130 mấy thôi. Các bạn nào quan tâm các bạn liên hệ em nha. Một chi tiết cuối cùng nữa mà các bạn quan tâm đó là lốc lửa của xe. Rồi, đây em quay luôn cho các bạn xem nha. Đó, lốc lửa của 106 mà nó còn chất zin cỡ này nha các bạn. Nắp ba lỗ ở đây. Đó, quá đẹp. Dây dầu, bát, phụ, bồ. Đó, 106 màu trắng đen. Các bạn nào quan tâm các bạn liên hệ cho em Ly nha. Luôn luôn nhắc lại cho các bạn, em bán cho mọi người, em sẽ bảo trì bảo dưỡng cho các bạn đi đàng hoàng hết, các bạn yên tâm mà sử dụng nha. Luôn đi đôi với khách hàng trong cái quá trình mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm xe SH bên cửa hàng của em Ly Sibor nha.